Chào các bạn. Bữa nay có anh Phường ở Cao Lãnh qua chơi nha các bạn. Chào anh Phường. Chào các bạn nha. Bà ra xong, anh Tâm với anh Tú đang làm đồ ăn đây. Khải đang đi rửa rau ngoài á. Chào anh Tú nha. Trời, không có nóng. Chào xong nha. Chào anh Tâm. Bữa nay mình sẽ nấu món thịt trâu nhú mẻ nha các bạn. Đây, anh Phường đem món thịt trâu qua nè. Mình nhú mẻ. Anh Tú đang nhóm lửa đây lột cái mẻ nè. Bỏi mình có bắp chuối với ba cái rau trong vòng nhà mình nè. Rồi, chào Khải nha. Chào bạn. Đây, có nhiệm vụ cho Khải nè. Gì? Rau. Lấy nước đây luôn hả vậy? Rau 10 giờ á. Lộn rau ấy. Nước gì? Rau gì? Rau ấy, rau cả trời. Lúa đó hả? Ừ. Rau cả trời vậy. Hôm nay mình ăn thịt trâu bồi bổ nha. Hả? Không được à, hai anh em ăn không được thịt trâu hả? À? Không anh. Cái nào khó quá, để anh. Em chỉ hấp nước không à. Y chuyên nghiệp. Bữa nay anh Phường anh đem thịt trâu qua bởi vì bữa nay đi săn không có gì luôn các bạn. Xui. Để đem một thịt trâu chào bá qua sao bắt nổi. Hey, chào anh Phường nha. Bữa mốt qua chắc đi săn cá quá các bạn ơi. Bữa nay đi săn vui lắm các bạn. Bữa trước ăn cơm mẻ nhúng cá tra nhúng cơm mẻ bữa anh Tuấn nó về các bạn. Nó còn dưng mới nè. Bắt xích hết chuột luôn các bạn ơi. Cái này không được nữa. Đâu có gì đâu. Trên dạ chứ. Sao em không cắt cái này vậy khỏi lục ra. Đi vậy lụm ra luôn. Cái này bỏ ra xong. Cái cùi bình thường à. Cũng còn ngay không à? Nó là bình thường. Được không? Được. Nghe. Bỏ ra đi. Ngọt không chắc thế nào luôn. Chắc đâu, bắp chuối hộp mà. Bắp chuối kia là không chắc. Chú bự không chắc. Rồi thất bại. Thất bại là ngoại của thành công. Từ hồi đó giờ đi săn luôn các bạn. Chưa bao giờ như bữa nay luôn á. À, tao nói rồi, anh em có đem gì về thì mình chơi đi. Nào ở hồi nãy đi săn, không có đi săn. Bà thịt bá gì vô đồng thì săn gì nổi thì săn. Mấy anh em tính là đem miếng thịt trâu này vô đồng nè. Xong rồi á có mớ chuột nữa nướng trong đồng luôn. Vô cái hông nào đi nổi chứ. Khải là nó về nó cứ xách hoài xong nó đỡ trên cây. Còn mình đi đạo không nổi gì trơn các bạn. Bữa nay mình lấy cây rượu của anh dạ. Cái rượu của anh Bình ra nha các bạn. Rửa ra giá dơ đất không kìa. Đâu cho rượu rồi Khải, lấy cho rượu Khải. Bữa nay mấy em giết cho rượu của anh nha anh Bình. Đây nè. Đâu? Cặp để cho em đây miếng anh. Các bạn. Quất liền hả? Quất liền. Quất nha. Nè lấy đậu đựng mấy trứng ấy cho lúa con nè. Nè, tính vô nè. Sao ngọc không lắm chết. Xíu đi. Đến 10 tiếng thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 chứ 3.
chút đi anh ơi. Chút đi. Để trứng giòn mà là có ăn kỳ lắm. Nhỏ nhỏ nè. Cơm mẻ nữa nha. Hồi đó nhớ cái cỡ mà me nước á. Anh Tâm nhớ không anh Tâm? Me nước gì? Cái cỡ mùa me nước á, cái lấy cơm mẻ này nè, xả ớt đầu sắt vô. Cái me nước có quẹt chấm ăn. Nó đã dữ thằng đã. Tao quẹt lên mũi nó có nhọt không? Nhọt chứ. Còn con còn giống mà. Chua không thử? Chua. Là nó nướng miếng quẹt cha. Vậy chứ bưng chén cơm mẻ ngay chăn lỗ mũi thử vô. Ở đây đúng là sở trường của anh Tú rồi. Thịt bò thịt trâu là phái lắm. Bắt chuột không có mà không được. Mai mốt là... Nói chung bữa nay là mình đi săn là không có đường nào chứ á. Thằng nào cũng như đấy. Tại gì không? Tại cái định mệnh lắm gì. Không không có mà, tại không có chuột mà. Trời, cái này nó vô lúa chứ mà. Không phải đâu, quê tại cái hang luôn đó. Nào anh em mình mệt á. Cái hàng lượng nó ăn lượng cho bự lắm anh Tô. Đúng rồi, con cắn gì đó bằng đầu đũa ăn à. Không, hàng đó con lượng trước nữa. Lượng nó có bắt tay xịn. Dạ, chẳng biết nó đi đâu. Bây giờ làm con lấy nó chua. Rồi ăn sống được nữa. Ừ. Mình ăn cơm mẻ thì mình uống rượu nha các bạn. Miếng đá lên, thiếu đá không? Đủ rồi. Để trên trên cái hang đá, một hồi mình uống rượu. Không có lạnh bạn này đâu. Nó có sự lạnh nè. Cái gì? Ừ, đá nó hơn đá luôn rồi. Nó không đủ lạnh kia, nó đâu lạnh nào. Xong rồi, tâm nó sắc. Bữa nay mình ăn bài bổ nha anh Tâm. Ừ, mình lấy sức lại kìa. Mệt mỏi quá. Hồi như mình ăn hải sản ngán không không? Ừ. Cái này nước sôi á, mình bỏ vô cái này mình quất luôn. Ừ, chứ để lâu quá nó dai. Để lâu quá là nó bị dai liền. Này chứ ký gử 2kg không anh? 2kg. Cái sớ trâu nó dày, nó bò. Gà mình đem xuống trồng dưới ghê đi nhanh vậy. Hồi đó đem có mấy cọng nhựa nó nở ra ha. Nhảy dưới ghê chứ. Cái này bữa hổm mấy em mấy đồng vô đứng đá ngon lắm. Ừ, thấy cái clip đứng đá đó. Trời ơi, bữa đó em cái nhức nách luôn rồi đâu. Đứng đá đâu ngon đâu. Đổ bụng nữa rồi. Ăn được đâu ngon. Bữa nướng có anh Bình á. Bữa nào? Nó nhiều lắm. Bữa thịt trâu, thịt bò, thịt trâu có luôn, 2kg. Bữa con Bình đó, bữa đó nhiều. Bữa đó có thằng Khải đâu ngon. Thôi bữa đó anh không có biết. Bữa đó không có anh Tâm luôn. Bữa nào mình nướng lại đi, anh em mình ăn thử đi. Ngon lắm. Mời đi, mời đi. Nói gì thịt bò, thịt trâu mình cũng chịu cũng được á. Có mấy anh em à. Mà chia băng lưa chứ. Cua xong ăn cua với ghẻ ăn càng không các bạn. Đại nó ăn ngu không à. Làm nhân thịt muốn chết luôn kìa. Mỗi người nó có cái sở trường mà. Nhưng mà cái này bình ngoài chứ ha. Nhưng mà thì ghẻ dạ, cua nè. Dạ, dạ. Cua rồi mình cũng ướp nha. Ướp mấy. Ướp thế nè. Chẩn các bạn. Mày con chín bên con đi luôn Khải ơi. Thôi rồi để đâu mày. Mày bỏ. Bỏ đâu? Bỏ trong sàn đó. Thế nữa. Nghe được cũng như là anh Tâm. Chủ quán có khác ha.
vậy là xong rồi đó các bạn. Thôi mình ăn thôi các bạn. Đi săn sớm giờ đói rồi. Chưa trái. Trái chưa? Nghe mùi trái à. Nhìn hấp dẫn các bạn. Cái này lúc mà đi săn thất bại luôn. Hồi đó giờ, từ hồi đó tới giờ luôn. Từ lúc mà biết đi săn tới giờ. Đủ em đâu? Xong làm gì trống Khải? Ngồi vô, vô ngồi đi. Cái lóc bự lắm, bự các bạn ơi. Cái lóc đi săn là sớm á. Này là nhúng vô là quất ta ha anh ta. Ừ. Sao chưa? Sao vậy? Thử coi, chơi vậy chịu không nổi. Chưa sao, tái mới được. Chưa sao, nổi sao, ọc 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 ọc. Không có được. Xong mình phải bỏ cái gì vô nó mới sôi chứ không bỏ đâu có sôi đâu. Này nó còn gì ấy đâu em. Rồi. Cái này mà để lâu quá là da liền. Gì vậy? Cuốn luôn đó hả? Vậy là nhức á. Chính. Thịt trâu nhớ đâu dai đâu ta? Không có, để lâu nó dai. Để đó. Em để lâu là nó dai à? Sao sao? Ngọt. Ít quá không biết hả? Không ngon cả. Lấy đũa lớn lớn thử. Không ngon cả. Đâu để thử làm sao không ngon. Nó hết ngon rồi. Tại vì nó quá trời luôn rồi chứ không còn nữa. Đó. Uống giò. Bỏ đại vô đi. Đẩy vô nhiều đi. Trời ơi ngọt. Chua chua ngọt. Thôi. Nhiều quá là nó cứng. Không cứng nè. Mình cải. Cứng nè. Cứng là cứng à. Đó. Ăn xong mà như này đúng phải không? Mà xả không kịp cứng đó nha. Không kịp cứng luôn. Vô, vô các bạn ơi, vô các bạn vô, ơi. Mời các bạn nha. Vô nha. Ngồi ăn không vậy đó hả? Ờ, nay là trang ngoan bữa đi. Cái gỗ đây nè. Này lúa gấp được nè. Được được, cái món này em làm được. Có gọi cuốn em sợ à. Cuốn văn sò gà gì chấm đi. Đâu rồi, gọi em gót cho. Mời các bạn nha. Là cách. Này ăn nó cách luôn. Một phần mới xong. Tôi đưa thùng vào đây luôn anh, em gót luôn. Cái lóc rồi sao, trong. Ừ. Ồ, cái lóc bự vậy. Cái ký lô á. Gói là cách chấm. Đúng không? Cái gỗ này của anh nào tặng? Anh Bình đó. Bình hả? Được không? Gì vậy? Muốn làm gì vậy? Vậy anh. Muốn bỏ chén ăn. Ủa? Anh uống luôn hả? Anh uống luôn chứ. Mời bạn nha. Anh đúng. Thế là cũng sợ lắm. Vô mời mời anh em trên kênh Hai Lúa nghe. Ngon quá các bạn ơi. Thôi nói chứ cái ly này anh uống với anh giỏi cái ly đi. Nguyên luôn đi. Em này anh biết rồi. Em sợ rượu lắm. Mà lâu lắm rồi không có nhậu với anh. Thôi em quất luôn. Đợi nguyên luôn nha. Chơi nguyên cả. Luôn hả? Ừ. Vô. Giật giật như vậy. Quân cái giật giật vậy. Trời ơi lạ. Anh Tâm uống ít lắm các bạn. Đây em mời cả các bạn trên cộng đồng nha. Em anh luôn anh giỏi ơi. Cũng lâu quá anh em mình không nhậu. Xong nhắc anh hoài luôn anh giỏi. Hình như sáng anh có nhắn tin anh nữa. Anh hỏi mở cửa chưa. Anh em mình cái Hùng ơi. Cái gào này lâu lắm rồi nghe, không có nhậu nghe. Đã bà. Vô Thông ơi. Ừ. Thông ơi. Thông phim ơi. Thông phim. Không biết về gì nữa. Ăn cái là à. Mời các bạn nha. Ngon lắm. Mời tất cả các bạn, cái mấy ông anh luôn nha. Cái đem miếng chồng ơi, không biết vô gì luôn. Vô bí, vô bí. Rồi hình lúa. Vô bí á. Ôi trời. Ôi trời. Chia tay. Bữa nay mình ăn bò bò bổ nha các bạn. Bò bổ sao anh thấy em gấp ra không nhỉ? Chưa, từ từ. Bò bổ gấp thật. Đây, để thịt vô. Nè, ái dưới cho hết á, để nó teo. Nó teo. Này đúng luôn nè. À. Hồi bữa hổm á, chưa có đem thịt bò dưới thịt trâu vô là săn có. Bữa nay đem vô trước săn không có.
Cái này uống xong em được hay sao? Được. Thôi được, đồng mình được. Không được. Được, được không được nè. Bỏ lấy cho Hữu ăn. Có gì? Lấy này nè. Đó. Quá ngon. Đây là cái nước nó ra nó cũng màu trắng giống nước cơm vậy. Mà nó có hậu hay chua chua nè. Giót cải. Đá cách ăn ngon. Đá cách ăn sống cũng ngon lắm. Dạ. Em thấy không có cái nào mà ngon mắm chuối vậy. Mắm chuối là vừa sạch mà vừa ngon. Không có thuốc men gì hả? Giò này cũng ngon vậy, có thuốc men gì đâu. Đá cách này cũng có thuốc men gì đâu. Lá đó có thuốc đâu. Nhanh mạnh ha. Rồi. Thay anh Phường ít nói à. Anh Phường bằng tuổi lúa các bạn. À vậy là bằng tuổi rồi. Mời mấy anh em trên kênh nha. Anh chị luôn nha. Anh Phường hả? Anh Phường cao lãnh á. Thôi vô khai đây. Vô. Mời các bạn. Mẹ. Mẹ dễ hả? Biết sao không? Cái thịt trâu này nè, sắc cái cục vừa vừa nha. Bắt đầu lá cách á. Lá cách này nè. Em sắc ra. Sắc cho hơi nhuyễn ra. Xong rồi cái em chặt em nạo với cái dừa khô á. Em nạo cái dừa khô em lấy nước cốt thôi nha, lấy ít nước cốt thôi cho em bỏ vô chảo. Chủ này là nhà hả? Em bỏ vô chảo em làm. Thôi bữa nào mình làm đi, đừng nói. Nó sôi lên ha. Cái em bỏ thịt trâu vô em đảo cho nó vừa chín tới, bỏ lên canh trộn nêm nếm cái em đem xuống em chấm. Đúng rồi. Trâu sao làm ngoài á. Vừa là ngon cực kỳ luôn. Lát cách sắc ra người xào với xì dừa. Dắt nước cốt xong mình bỏ vô chảo cho nó sôi lên, nó làm cho thịt trâu vô, bỏ lát cách vô trộn. Ngon lắm. Mà em ban chỉ được em biết chấm thôi. Nước chấm gì không? Tương với đậu phộng á, rồi em chừa lại nước cốt dừa miếng á. Nước dừa dừa đó chứ. Xào dừa. Cái này chừa chấm nước mẻ cũng ngon là đúng. Chấm mẻ. Làm gì không? Ngon. Cơm mẻ phải không? Làm ớt, chả ớt nè, đặc biệt lắm rồi mình đánh nó ra. Chính là chấm ngon cực kỳ. Làm nước mắm y như là nước mắm thấm, nước mắm cẩm thương vậy đó. Mình cho đặt nha, kẹo luôn á. Vô. Không có đậu phộng nữa mới ngon. Chấm một cái thôi. Ăn cái tới luôn á. Nít nát luôn. Rồi, ăn cái nát lắm nè. Mai đi. Làm miếng tỏi rồi. Mai làm đi. Để mua trái dừa về dán nước cốt, còn lấy miếng cốt mà mình thấy nhiều. Không, nước cốt nó mình đi chợ mình mua 50 ngàn bạc dư chút là. Muốn với anh hồ đường. Anh đủ rồi. Ừ. Mạnh khó uống liền mà cái đó mà làm thì mình tự nhậu cho mình ăn cơm. Được không Tâm? Được. Đau bụng chết lắm. Ăn cơm một cơm bể nồi cơm luôn. Cơm đau bụng chết luôn á. Gửi gì bao xong chuyện cơm. Chuyện bể hở đây không? Mày mới nói nóng đó. Ăn cơm mới nóng chết à. Ở đây không nóng. Nóng ruột hả? Trời, nãy này sung lắm mà trời. Rồi. Thôi hồi nó mới nay ra ngoài làm. Hôm giờ mấy anh em bận đó các bạn. Hầu như là ngày nào là anh em lúa cũng đi ra tiếp anh Tâm ngoài á. Chưa kiếm được người. Chị hai lên cho nữa khỏe. Chị hai lên chưa? Chị hai lên chưa? Bữa nay lên chưa? Tại anh Duyên, anh Tâm nó đương kiếm đức Duyên á. Có ai có bạn bè gì giới thiệu cho anh Tâm đi nha. Ngọc nó anh phụ anh cũng đỡ lắm. Ngọc chỗ. Mà Ngọc nó cả tháng gì đó. Làm giấy đầu cả tháng. Ở điện. Ngọc Bến Tre hả? Anh phụ anh được cũng đỡ. Anh Bến có làm gì không? Bệnh nhà nước. Anh không có làm gì qua phòng ban. Tính quà hỏi anh ảnh có mướn không chứ. Dạ. Trời ơi. Thịt bò nhúng vô vậy ngọt quá. Bỏ vô trong châu. Châu nhúng vậy. Anh nhúng vừa thôi. Là mức là nó quá ngon. Chưa bỏ đừng để vừa. Bây giờ ăn chứ nhúng nó tái rồi. Bỏ vô là hết ngon. Còn mấy nào dưới không? Hết ngon. Hết ngon. Giờ ăn chứ nhúng. Để làm cho mang đi. Thích ăn lắm mà. Ấy ăn đấy. Chín nó mới chịu. Mình được xong nhát những cái này. Nói chung thịt bò, thịt trâu thì mình ăn vậy được.
Ngọt lắm. Tái á. Bỏ vô. Rồi được, đó. Ê, chút chút nữa đi. Chút nữa. Rồi đó. Được. Đó là kêu là nếu mà nãy ăn là kêu là nhúng khối chứ không phải là ngọt ngon. Dai gì ạ? Đầu dai, em để chín nó mới dai chứ. Mềm. Chính là nghe một bò một một câu được nha. Chính là nghe liền đúng rồi, cái này không nghe nè. Đưa vô là chứ. Đưa cho đưa qua em cái dĩa anh. Đó. Dĩa thịt hả? Đưa ra mượn cái dĩa thịt cho đó. Sao không sôi ta? Không sôi trời ơi, sao muốn mượn mấy giờ nó sôi. Cái sớ mà bự hơn bò. Chứ còn nhìn biết kiếm gì không? Không. Ớt hả? Mỏng hả? Rồi, cảm ơn cái anh gì cho chai rượu này nè, hay đốt. Anh Bình. Bình. Rồi, cảm ơn anh Bình nha. Mời anh Bình lên nè. Tú uống giùm ha. Cách những dạng thôi anh Hải ha. Thử nha, mình thử chơi. Vô Bình ơi. Cái nha. Gì vậy? Vô Hoài. Anh tưởng phải dài về nhúng mấy cách chứ không dài đâu. Mình sống thử anh. Tạm chết mà nước nào anh Bình cũng về. Chuyện gì cha hả? Dạ. Có anh Bình dạ uống nhà rồi cũng được. Anh hay thức 2 giờ khuya á. Chà gì anh tập. Dạ, uống trà, trà nói chuyện á. Sớm 2-3 giờ là em hay thức rồi, không có người uống trà. Sớm. Gạo cũng ngon. Thịt cũng ngon mà có rượu quê. Có rượu một căn. Anh uống gì gớm, chờ rượu vừa dịch nhiêu chân nè. Cô hổm em ra mấy anh ở ngày hôm nay á. Nói coi lên mình nói trời ơi, bắt chuột mà chuột con bỏ uống gì đúng chuột con mới ngon mới mềm con á ổng á bỏ bụng ha cái nhúng bột chi cái gì anh Tú chuột đỏ hả mượn chuột đỏ không được không à mấy ông nói làm gì ngon nó chim bột á à không cho mà thầy mày chiều gì đường đó luôn chỉ qua cầu lớp giò chạy thẳng cầu luôn dạ dạ sáng qua em qua đường cầu lắm à đi đang gì cái này à lọc đi về phạm lạnh vậy không, không em chạy tới đó là cách thị trấn lớp giò có 3 cây gì đó bệnh á cũng bệnh cúng đây rồi không á chạy qua đi chơi không này chỗ ra ngay chân chỗ bệnh viện lớp giò luôn không chắc em về đường cũ nữa chứ một đường một băng chạy lên cầu luôn cơm ăn miếng cơm ăn đừng quẹo đâu em đi kêu em đi cái tông này là lớp phù hả từ cái chỗ mà lớp giò qua cao lãnh là 28 cây chỗ anh tâm thôi 30 cây anh em không biết thôi biết có qua cao lãnh hoặc là qua đồng tháp gì alo em tiếng nha dạ rồi đâu anh dương hay gì đó dạ dạ khoảng 50 mét là tới rồi anh dương rồi anh nói không có em biết rồi đúng cái món này giống mẻ là hết sảy luôn các bạn nó cực kỳ ngon bổ dưỡng nữa. Ủa, được rồi. Để đi. Xong ăn đi. Ừ, để đi. Trời trời giờ hiếm. Em sợ nó bơm nước á. Nên em đặt dặn. Trước dạ, nhờ thằng bạn nó khen nó dặn giùm nó chân thiệt cái nè. Trời là hiếm. Thì mình không có chiên nên mà nó hói á. Nhiều. Đấy. Quyền ít nhà ăn nữa mua đồ nó hởm mưa hởm mua nhà anh Dương ẩm đưa miếng phô châu đưa anh Tú nướng cái ngạt cũng nó cứng ra trời quên bởi vì nó chín nó khô luôn nó mới cứng không biết vô là lo làm gì không vừa ăn ba cái sản ăn ba tôm rồi quên nhớ lại ra cái ngạt chân mà bỏ miệng ngay rồi phô châu phô châu mình nhai mình càng nhai càng ngọt nha cửa đó vô ngồi ăn ba người ta mình quất lại luôn khi mấy mà trâu mấy mà con cá chê giờ là kiếm không thấy con chê trắng mình nha con cá cái gì con cá chê mình có anh có cá chê hả bây giờ ít giờ bán cô làm cô một bán đó không con chê khó dầu tôi ra hoài á có tủ lạnh mới được khô hơi xong rồi khô đó để đâu cũng được đâu không dầu ở tủ lạnh á ấy có thể ăn liền tủ lạnh nó lâu
chắc như vậy nên nhiều khi bảo quản không được nên kiếm khó. Ôi chào các bạn nha, anh em làm lương xương vài ly nữa cái anh em lại đi ra ngoài tiếp anh Tâm rồi. Thôi chào các bạn, chúc các bạn vui chiều thật nhiều niềm vui nha. Bye bye. Thank you.